Xin chào, chào mừng các bạn đến với podcast Nghề Trong Người, một sáng kiến của câu lạc bộ marketing trường đại học ngoại thương MacPhatu, nơi bạn có thể gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện từ chính những người trong nghề, vô tình bắt gặp hình ảnh, câu chuyện của bản thân trên hành trình định hướng, theo đuổi nghề trong nhiều năm sau nữa. Mình là Vũ Hùng, và ngay bên cạnh mình là Tú Anh. Chúng mình rất vui khi có thể đồng hành cùng các bạn trong tập podcast ngày hôm nay. Bàn chuyện 1 thì gột chuyện 2, mà bàn chuyện branding thì nói đến ngày mai chẳng hết. Em chào anh Tài, em rất vui vì ngày hôm nay chúng em có thể gặp gỡ anh ở đây ạ. Chào em. Thì như chúng em được biết, anh Tài là người đã có những năm kinh nghiệm nhất định trong ngành marketing, mà cụ thể là mảng branding với những trải nghiệm trong mảng luxury brand cũng như là real estate. Đến với số podcast ngày hôm nay, chúng em không biết có thể warm up cùng anh Tài bằng một vài câu hỏi đơn giản được không ạ? Tất nhiên rồi. Nếu để được chọn một con số tự nhiên trong khoảng từ 1 cho đến 1,5, mà anh nghĩ ngay đến tại thời điểm này, anh sẽ chọn con số tự nhiên nào ạ? Chắc 1,25. Một con số tự nhiên ạ? Mà thật may mắn là anh đã chọn con số 1. Thì bây giờ em muốn hỏi em một câu hỏi là, nếu như anh được chọn một thương hiệu mà anh nghĩ tới ngay tại thời điểm này, thì em băn khoăn không biết là anh sẽ chọn thương hiệu nào ạ? Chắc em chọn thương hiệu mà anh đã từng làm cùng. Đó là thương hiệu Hermes. Hermes. Vậy đứng theo góc độ của một brand caretaker, chúng em cứ tạm gọi vui như vậy đi, thì liệu anh có thể chia sẻ về những cái điểm thú vị trong câu cục branding của Hermes ngay tại đây được không ạ? Thực ra khi đối với những ai mà đã từng biết hay là đã từng tìm hiểu về Hermes thì mọi người sẽ đều ấn tượng với cái thương hiệu này. Thứ nhất là bởi vì cái độ nổi tiếng của nó, mọi người chắc đều biết về cái túi Birkin hay là cái túi Kelly. Tuy nhiên nếu mà nói về Hermes mà cái điều làm anh ấn tượng nhất ở đó nó phải là tính sáng tạo. Bởi vì thực sự nếu như mà những ai mà có hiểu biết hay là những ai mà tìm hiểu về thời trang ấy, thì sẽ dễ dàng nhận ra ngay rằng là Hermes có một cái identity rất là riêng, mà ở đó cái tính sáng tạo nó là một gần như trở thành cái ADN của thương hiệu. Tất nhiên thương hiệu nào về luxury hay là về nghệ thuật nói chung thì sẽ đều đề cao cái tính sáng tạo. Tuy nhiên để mà gọi là một thương hiệu mà cái tính sáng tạo ở đó nó rất là đa dạng và nó vừa đa dạng mà nó lại không mất đi cái bản ngã của bản thân thương hiệu ấy, thì không phải là một cái điều mà thương hiệu nào cũng có thể làm được. Nếu như bọn em tìm hiểu về các thương hiệu thời trang ấy, thì nhiều khi cái identity của thương hiệu nó gắn liền với cả cái anh creative director, tức là cái anh thiết kế đó, cái anh mà nghĩ ra concept hay là định hướng về mặt sản phẩm ấy. Thế nhưng mà đối với Hermes thì cái vai trò của creative director nó không mạnh mẽ đến mức như thế. Ở Hermes thì cái brand mới là cái chính, chứ không phải là cái creative director, cái cá tính hay là cái gu thẩm mỹ hay là cái sự điên rồ của anh creative director là cái thứ mà nó overwhelm hơn tất cả. Thì ở Hermes nó manage được cái điều đó. Lấy một ví dụ đi, ví dụ như là Gucci thì cái thời điểm mà Tom Ford làm creative director thì đồ, tất cả đồ hay là thương hiệu của Gucci đều mang một cái phong cách khác. Nhưng mà cho đến khi cái anh creative director hiện tại là Alessandro Michele, anh ấy lên thì gần như là thay đổi hoàn toàn cái cá tính của thương hiệu. Mà nếu như bọn em xem cái bộ phim House of Gucci bây giờ thì bọn em có thể nhìn thấy được cái điều đó. Tức là creative director thay đổi thì cái cá tính của thương hiệu nó cũng thay đổi luôn. Nhưng mà đối với Hermes thì xuyên suốt cả cái lịch sử của họ hơn 180 năm thì đều giữ nguyên được cái bản ngã đó. Thương hiệu mới là cái cao nhất và creative director chưa bao giờ là người có cái vầng hào quang lớn hơn là vầng hào quang của thương hiệu. Thì đó là một cái điều mà anh nghĩ rằng là một cái bài học rất là hay về mặt thương hiệu cũng như là về mặt bản ngã của thương hiệu. Ngoài ra có rất nhiều thương hiệu khác nhưng mà để pop out ngay trong đầu anh bây giờ thì là Hermes. Vậy là Hermes đã luôn là một brand từ lâu đã giữ được cái bản chất của mình, nhưng mà đồng thời thì cũng đề cao tính sáng tạo và họ luôn tìm được cách để show cái tính sáng tạo đấy của mình ra một cách rất là tinh tế. Làm con người đề cao tính sáng tạo như vậy, không biết anh có thể chia sẻ với bọn em một số câu chuyện đáng nhớ trong cái quá trình làm branding của mình không? Khi mà mình làm về thương hiệu hay là làm về truyền thông nói chung ấy, thì sáng tạo rõ ràng là một trong những cái yêu cầu hay là một cái phẩm chất mà một người làm về thương hiệu hay là về truyền thông đều cần phải có. Thế tuy nhiên mọi người thì vẫn hay, anh thì anh nghĩ rằng là anh sẽ nhìn cái câu chuyện sáng tạo ở trong cái việc làm branding ấy, nó mang tính chất thực tế hơn rất là nhiều. Ví dụ như các cái nghệ sĩ ấy, thì họ rất là sáng tạo. Tuy nhiên không phải ai sáng tạo cũng có thể làm thương hiệu được. Và không phải tất cả những người nghệ sĩ khi làm thương hiệu thì đều thành công. Bởi vì sao? Bởi vì là artist, nghệ sĩ thường họ làm ra sản phẩm và làm tất cả mọi thứ như một cái cách để họ thể hiện được cái bản ngã cá nhân của họ ra bên ngoài. Và đôi khi nếu như người artist hay người nghệ sĩ mà không tự manage được cái tôi đó
thì họ sẽ chỉ nhắm đến cái tôi của mình thôi, mà nhiều khi họ quên mất cái mục tiêu hay là cái mục đích của mình là thương hiệu. Đấy là cái câu chuyện mà anh nói về Gucci hay là về Hermes. Tức là tôi làm cái gì tôi rất sáng tạo, nhưng mà cuối cùng nó lại là để thỏa mãn cái tôi của mình, chứ không phải là để thỏa mãn được cái mục tiêu mà doanh nghiệp và thương hiệu đề ra. Đó là cái câu chuyện mà anh gặp phải rất nhiều khi mình làm việc trong cái ngành truyền thông hay là ngành thương hiệu. Có rất nhiều người rất là giỏi hay là có những cá tính, và khi anh collab, tức là khi làm việc thương hiệu mà làm việc với các nghệ sĩ á, thì một trong những cái điều mà bọn anh cần phải làm rất là chặt đó là mình phải manage được cái cá tính, cái bản ngã của nghệ sĩ, nhưng mà đồng thời thì mình cũng cần phải dựa vào họ để mình truyền tải cái thông điệp của mình một cách sáng tạo và một cách ấn tượng nhất. Đấy anh nghĩ cũng là một cái câu chuyện nó không cụ thể, nó rất chung chung, nhưng mà nó là một cái mà mình sẽ phải gặp hàng ngày trong cái công việc mà mình làm việc trong ngành branding hay là communication hay là marketing nói chung, thì đều cần có cái đó. Chính vì thế anh nghĩ rằng là sáng tạo là một chuyện. Và thứ hai nữa là anh có một cái ý mà anh cũng muốn nói, đó là mọi người nghĩ rằng sáng tạo nó là một cái gì đó thiên bẩm, nó là một cái gì đó mà ở không phải ai cũng có. Thì đúng, nó sáng tạo không phải ai cũng có thể làm được, và không phải là ai cũng có được một cái gift như thế ở trong người. Tuy nhiên đặt ngược lại câu hỏi thì cũng không phải ai có cái gift đó trong người cũng có thể được gọi là nhà sáng tạo thành công hay là giỏi. Bởi vì sao? Bởi vì là sáng tạo nó cũng là một cái dạng exercise mà ngày hôm nay em làm, ngày kia em làm thì nó mới ra được. Anh hay nói với cả các bạn copywriting hay là những cái bạn mà làm graphic designer ấy, đó là đừng bao giờ khi nhận một cái đầu bài, một cái briefing, thì đừng bao giờ chỉ có ngồi đó và suy nghĩ. Các bạn ấy hay có một cái thiên hướng rằng là bạn ấy sẽ ngồi suy nghĩ và sẽ bảo là đến khi nào tôi có idea thì tôi mới bắt đầu đặt tay xuống làm. Nhưng mà cái lời khuyên của anh và bây giờ anh cũng nói với các bạn ấy là hãy cứ bắt tay vào làm cái đã. Khi bạn làm thì cái ideas nó mới đến, chứ đừng bao giờ chỉ có ngồi không và tôi sẽ ngồi mất, ví dụ như có một cái đầu bài ra 5 tiếng thì các bạn sẽ dành 4 tiếng để suy nghĩ, và sau đấy 1 tiếng còn lại sẽ là fill in tất cả những cái gì các bạn có thể làm ra được và làm một cách cuống cuồng nhất có thể. Thì đấy không phải là cái cách tiếp cận mà anh hay recommend cho các bạn, mà anh luôn nói rằng là hãy cứ bắt đầu vẽ xuống đi. Kể cả một cái idea ban đầu các bạn nghĩ rằng stupid, các bạn chưa thật sự tự tin hay là các bạn chưa thực sự là thấy hài lòng về nó, nhưng hãy cứ bắt đầu làm. Sau đó rồi các bạn sẽ chỉnh sửa dần dần, và trong quá trình các bạn làm các bạn execute cái idea stupid đấy ấy, thì những cái idea mà nó tốt hơn, nó sáng hơn, nó đáng giá hơn nó mới đến. Chứ còn nếu mà chỉ có ngồi không thôi thì nó sẽ là một cái exercise mà không hiệu quả. Đó là hai cái ý mà anh muốn nói về sáng tạo trong branding và trong truyền thông mà anh nghĩ là có một cái thông điệp gì đó mà bọn em sẽ có thể học hỏi được. Ngắm lại cái quá trình mà khi mà bọn em bắt đầu mon men tìm hiểu về marketing, bọn em được định nghĩa marketing thành hai phần đơn giản là market và think. Thì hai cái phần đó thể hiện rõ cái phạm trù cũng như là cái hoạt động của một marketer khi tham gia vào thị trường, đảm đương cái nhiệm vụ gọi là chạm tới touchpoint của khách hàng. Và cũng như theo bọn em được biết thì anh Tài có thời gian rất rất lâu, không thì mình cũng dùng từ khá đi, là anh gắn bó và chuyên làm việc trong mảng luxury brands, một cái lĩnh vực thì vừa nghe đã thấy là vừa detail, vừa tinh tế và lại có sự demanding rất lớn. Vậy thì em muốn hỏi cái việc mà làm marketing sao cho tinh tế trong ngành hàng anh gắn bó lâu nhất có khiến anh gặp những khó khăn hay thách thức nào? Nói cách khác, cái demanding và cái detail của ngành hàng mà anh làm có khiến công việc của anh khó khăn hơn không ạ? Thật ra đây là một câu hỏi khá là hay, mà trong cái lúc em đọc cái câu hỏi đó lên á, thì anh cũng đã có một cái ý mà anh nghĩ rằng là rất là đáng để mà chia sẻ, đó là trong cái việc demanding và cái details, thật ra nó có sự khác nhau. Người ta, cái câu này thì thực ra không phải của anh, là của anh Đình Thành. Khi anh còn sinh viên á, thì anh cũng có tham gia một cái buổi talk mà có anh Đình Thành, anh nói một cái ý mà anh thấy rất là hay, đó là tiểu tiết thì không làm nên chuyện gì cả, nhưng mà chi tiết thì làm nên được sự khác biệt. Thì ở đây nó có hai ý, thứ nhất là như thế nào được gọi là tiểu tiết và như thế nào được gọi là chi tiết. Ví dụ về câu chuyện của một người, anh thì là ngày xưa khi anh nói mà, khi bọn em nói là anh làm luxury ấy, thì thật ra cũng đúng. Nhưng mà để mà chia sẻ một chút thì thực ra anh cũng là một cái vai trò như kiểu agency, đi gặp khách hàng, đi nghe brief của khách hàng, đi pitching với khách hàng. Thì đã có những cái trường hợp rằng là khách hàng khi nghe agency pitching, khi nghe agency trình bày cái thành quả lao động của agency trong vòng nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng, thì có những trường hợp là thay vì clients feedback về những cái idea lớn hay là về những cái nội dung chính, thì họ lại bỏ qua cái việc đó mà họ lại đi vào những cái tiểu tiết rất là không đáng. Ví dụ như là thay vì em nói về việc là cái ideas, cái insight đó nó có đúng hay không, và cái cách bọn em triển khai cái creative concept đó có đúng hay không, nó có đúng với kể cả
nó có đúng với cả cái target audience hay không, và nó có đúng với cả cái identity của mặt branding hay không, thì lại đi comment về cái việc là tại sao em lại sử dụng hình ảnh này, khách này, cái sản phẩm của mình cho người Việt, tại sao em lại dùng hình ảnh reference là khách Tây, hay là tại sao em lại dùng trời hình ảnh buổi sáng mà không phải là buổi tối. Tức là những cái feedback mà những comment mà nó thực sự là nó không đáng có ở một cái buổi như vậy. Cái đó là tiểu tiết. Thế còn chi tiết là gì? Chi tiết là khi em làm ví dụ như cái event. Bọn anh rất hay làm event, bởi vì luxury thì nhiều khi mình sẽ không làm những cái nó quá mass đâu. Luxury thì nó sẽ làm những cái gì đó nó như em nói là từ tinh tế đó, và những cái nó private, chứ nó không làm những cái mà public nhiều. Thì bọn anh hay làm rất nhiều những cái event nó liên quan, gọi là private event, với cái số lượng khách chỉ khoảng tầm vài chục người, và trong một cái không gian nó rất là private, nó riêng tư chứ nó không ở cộng ở bên ngoài. Thì một trong những cái event bọn anh hay làm đó là fine dining event. Cái chi tiết mà anh muốn nói đến ở đây đó là cái việc mình phải nhìn nhận ra được rằng là ví dụ như trong cái buổi ngày hôm fine dining đó, thì bây giờ trên bàn nó cũng có rất nhiều loại etiquette khác nhau về việc là cutlery, bao giờ cũng phải có một cái dĩa đúng không, và có nhiều các loại dao dĩa hay là các loại ly khác nhau. Cái sự chi tiết nó được thể hiện ở một điều rằng là tại sao trong cái menu nó là rượu vang trắng, em lại đi sử dụng cái ly rượu vang đỏ, hay là tại sao trên bàn lại không có ly uống nước, chỉ có ly uống rượu, hay là tại sao cái khoảng cách giữa hai người ngồi cạnh nhau nó lại sát như thế, trong khi tiêu chuẩn thì nó phải là ít nhất là 65-75cm của một người ngồi, hay là tại sao cái lối đi ra vào khi mình set up cái bàn tiệc á, nó lại chật như thế. Ví dụ như là cái bàn ăn mình để sát tường quá, thì để cho những người mà khi họ ra vào ghế ngồi nó rất là khó. Thì cái đó là cái chi tiết là nó tạo nên cái sự khác biệt. Hay là khi em gửi thư mời thì bao giờ cũng là viết tay, hay là trên cái thư mời thì bao giờ cũng phải có một cái mùi hương, hay là khi em gửi đến cho khách thì bao giờ bọn em cũng phải rất là chi tiết trong cái việc rằng là mình gửi đến là phải trao tận tay, chứ không phải là gửi đến lễ tân xong rồi anh chị xuống lấy. Những cái đó là những cái chi tiết mà nó tạo nên sự khác biệt. Thế còn những cái như anh vừa nói về cái việc là để ý quá vào những cái thứ mà nó không đáng, kiểu bắt lỗi chính tả. Tất nhiên lỗi chính tả là một cái mà không chấp nhận được nhá. Nhưng mình phải biết rằng là trong cái buổi họp hôm đó chẳng hạn, hay trong một cái công việc như thế, cái nào là cái quan trọng, cái nào là cái mình có thể work on với nhau sau, và nó không phải là cái chủ đề chính, hay là nó không phải là cái nội dung chính mà mình cần làm. Đấy là cái sự tinh tế mà anh nói, và nó cũng có khác nhau với giữa một cái người tạm gọi là một người tiểu tiết, theo kiểu rất là, hay là trong tiếng Pháp nó có một cái câu đó là em trẻ cái ngọn tóc cho làm tư, tức là một cái ngọn tóc nó bé như thế mà em trẻ ra được làm tư, thì có nghĩa là em là một người cực kỳ là đi vào những cái tiểu tiết nó không đáng có đó. Thế còn chi tiết thì nó sẽ tạo ra sự khác biệt như anh vừa nói. Em cứ tóm gọn lại những gì mà anh đã vừa giải thích cho chúng em, đó là cái tinh tế nó phải đến từ sự tập trung vào những chi tiết và bỏ qua những tiểu tiết. Vậy thì theo anh, sự tinh tế của Hermes là đến từ đâu ạ? Nếu mà nói về sự tinh tế của Hermes thì chắc có nhiều lắm. Cái buổi ngày hôm nay thì sẽ không thể hiện hết được. Nếu mà sự tinh tế của các thương hiệu luxury nói chung thôi, nói chung thì các thương hiệu luxury đều đi vào cái sự tinh tế và cái chuẩn chỉnh trong từng chi tiết một. Hermes cũng như vậy. Hermes cũng không có cái gì gọi là quá khác biệt về mặt yêu cầu. Anh thì anh không chỉ làm với mỗi Hermes, anh làm với rất nhiều thương hiệu xa xỉ khác, ta gọi là xa xỉ. Ví dụ như là Chopard, hay là Patek Philippe, hay là Bottega Veneta, hay là Kenzo, hay là Hugo Boss. Thì tất cả các thương hiệu đều có những cái gọi là requirement giống nhau về mặt làm thương hiệu, về mặt làm branding, về mặt brand management thì họ rất là kỹ trong cái việc là hình ảnh các anh sử dụng nó có đúng hay không. Rồi xong trong việc chụp hình, có những cái buổi chụp hình từ chụp ảnh sản phẩm cho tới chụp hình store, cho tới chụp ảnh event, cho mặt gọi là lookbook hay là script, hay là kiểu lifestyle shooting thì họ đều control rất là nhiều. Tuy nhiên Hermes có một cái anh nghĩ rằng là rất là khác so với cả những thương hiệu khác mà anh biết. Đó là cái approach của họ đối với cái việc làm creative và việc làm branding. Tức là nếu như về câu chuyện làm event đi, khi các thương hiệu làm event thì bây giờ họ cũng tìm một cái venue hay là một cái địa điểm nào đó mà rất là sang trọng và gọi là đã đẹp sẵn rồi để họ làm event. Bởi vì thực ra khi làm event, cái việc mà em chọn được một cái địa điểm tốt nó đã khoảng tầm 50% cái sự thành công của em rồi. Tuy nhiên đối với Hermes thì họ bây giờ họ cũng đặt cái limit của họ, thậm chí là xa hơn. Đó là việc họ luôn luôn tìm những cái địa điểm mà được gọi là less expected. Tức là ví dụ em cảm nhận rằng là khi họ làm event thì họ sẽ luôn luôn tìm những cái nhà bỏ hoang, những cái nhà máy bỏ hoang, hay là những cái khu chế xuất bỏ hoang, hay là những cái gallery nằm ở trong ngóc ngách, hay là những cái chỗ mà thật sự là những người luxury và những người tập khách hàng mà xa xỉ họ rất ít khi có thể ngờ tới là tôi có thể đi một cái event luxury tại những địa điểm như thế. Bởi vì tại sao họ làm như vậy? Là bởi vì họ muốn tạo nên cái wow effect cho khách hàng. Và cái thứ hai là họ muốn
thể hiện ra được cái tính sáng tạo của họ. Tức là em biến một cái nơi mà một cái nhà máy bỏ hoang trở thành một cái nơi mà khi họ vào bên trong là họ bị choáng ngợp và họ bị ấn tượng. Em làm được cái điều đó thì em đã thậm chí không phải chỉ thành công 100% mà em còn thậm chí thành công 200%. Thì đó là cái approach của họ và khiến cho những cái người làm về thương hiệu hay là làm về marketing như anh, khi làm việc cùng họ thì mình học được rất là nhiều về cái tư duy về mặt như thế nào được gọi là sáng tạo, như thế nào được gọi là làm branding chuẩn chỉnh và như thế nào được gọi là tạo dấu ấn đối với cả thị trường cũng như là tạo dấu ấn với cả tập khách hàng mà mình đang mong muốn seduce. Vâng, thật ra thì những cái chia sẻ của anh cũng đã đem lại cho em một cái wow effect rất là lớn. Vậy thì em hiểu là trong cái quá trình làm việc của anh thì cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Mà em thấy là không phải chỉ riêng marketing đâu, mà ngành nghề nào cũng thế. Khi mà chúng ta phải trải qua một khoảng thời gian đầy khó khăn và thử thách với công việc thì mình sẽ có xu hướng tìm đến những cái điều healing, chữa lành hay là tự thưởng cho bản thân một cái món quà gì đó. Chúng ta có thể đi ăn, đi chơi, đi uống, vân vân mây mây. Bên cạnh đó thì em thấy cũng có không biết người sẽ dùng khoảng thời gian này để có thể lấy lại cảm hứng cho công việc, như các nhà văn hay nhà thơ sẽ đi khám phá các mảnh đất mới, yêu lấy mảnh đất đó và sáng tác các tác phẩm, lấy cảm hứng từ chính vùng đất đó luôn. Vậy, quay lại với câu chuyện của anh, thì anh nghĩ đâu sẽ là một cái sự thoải mái dễ chịu anh dành cho bản thân mình sau một khoảng thời gian miệt mài về công việc ạ? Nếu như mà sáo rỗng ra thì sẽ trả lời là anh thích đọc sách. Thật ra là anh rất thích mua sách, nhưng mà anh ít khi đọc. Thực ra cái vấn đề nó nằm ở chỗ là khi anh đọc sách thì anh thấy rằng là một cái tactic mà người ta hay sử dụng đó là idea thì chỉ có như vậy thôi, nhưng mà họ vẫn phải kéo dài cái câu chuyện của họ ra ấy. Anh là một người cũng có thể gọi là cả thèm chóng chán, nên ra là khi mà mình mua một cuốn sách thì mình rất là excited và mình đọc, nhưng mà sau đó khi mà thấy đọc đến nửa cuốn sách rồi mà thấy cũng không có một cái idea gì mới khác ngoài cái idea ban đầu họ đã nói rồi thì mình sẽ bị chán và thường là rất hay bỏ dở cuốn sách mình đang đọc ở khoảng tầm 1/3, một nửa, hay thậm chí là có những cuốn sách thì được 2/3. Những cuốn sách mà anh hay đọc hết được đó là những cuốn sách mà nó liên quan nhiều hơn đến một cái ngành nghề cụ thể nào đó, ví dụ như là sách liên quan tới business, marketing thực ra cũng có một vài cuốn khá là hay, hay là những cái cuốn sách liên quan đến văn hóa thì nó rất là nhiều câu chuyện và mình đọc từ đầu đến cuối thì nó sẽ có rất nhiều cái thứ khác nhau nó đi đến với mình, chứ không phải là một cái cuốn sách mà kiểu chỉ có một ý chính thôi và đến gần cuối thì là gần như là bôi ra chứ cũng không có cái idea gì khác. Đối với anh, những cái thứ mà healing thì anh rất hay xem những cái chương trình liên quan đến cả arts, bởi vì anh rất thích arts với rất nhiều những cái form khác nhau, từ tranh cho tới digital art, graphic design cho tới sơn mài cho tới đủ tất cả mọi thứ. Anh hay xem những cái series liên quan đến arts hay là những cái series liên quan đến cả chính trị, xã hội chính trị là những thứ mà anh hay thích. Thì đối với anh, khi mà mình làm những cái thứ mà mình thích, mình đọc những thứ mình thích, và thứ hai nữa là nó lại cho mình những cái thông tin mới, những cái ideas mới, thì nó sẽ là cái thứ healing với anh. Lấy thêm được những cái thứ khiến cho mình gần như kiểu excited á, thì nó sẽ là một cái liệu pháp chữa lành và hiệu quả hơn đối với anh. Vừa nãy trong cuộc trò chuyện với anh, em có thấy anh nhắc đến chính trị và văn hóa. Vậy với anh thì healing có phải là việc đi và trải nghiệm các mảnh đất mới để có thêm kinh nghiệm cho chính mình hay không? Thật ra dân văn phòng ai cũng rất thích đi du lịch. Bởi vì chắc là khi mình thiếu cái gì thì mình sẽ rất hay mong cái đó. Số lượng ngày nghỉ phép có hạn, cho nên là mỗi một lần mà được đi chơi thì sẽ rất là thích. Dân văn phòng chắc ai cũng vậy. Anh thì thật ra cũng rất thích đi, nhưng mà bởi vì thời gian không cho phép cho nên là mình đi cũng không nhiều. Cái khoảng thời gian mà anh đi du lịch nhiều nhất chắc là khi anh đang còn ở bên châu Âu thì anh đi được nhiều hơn. Nguyên cái tháng 8 là người Pháp họ đi chơi hết. Khi đến công ty, một ngày đẹp trời đến công ty thấy một mình trong công ty, không có ai khác. Và luật của Pháp thì lại là nếu như chỉ có một mình bạn ở trong văn phòng thì văn phòng đó không được phép hoạt động. Cho nên là có trường hợp là khi em đến nơi rồi, em thấy có một mình em ở văn phòng thôi là em bị người khác đuổi về ngay, lại bạn không được làm việc nữa. Bởi vì là một người trong phòng, thứ nhất là không đảm bảo về security, và thứ hai nữa là không đảm bảo về mặt về mặt hiệu quả công việc. Tự nhiên cả một văn phòng hoạt động chỉ vì có một mình em thì không hiệu quả. Là mỗi lần đi chơi về thì thứ nhất là nó sẽ refreshing hơn. Mọi thứ em làm nó sẽ bị đỡ, bị bí bách. Kể cả khi em đang muốn tìm một cái ideas mới thì ideas luôn luôn đến những cái lúc mà mình không phải là đang ngồi tập trung trong công việc đâu. Đến lúc mình đang tắm, đến lúc mình đang đi xe, đến lúc mình đang làm những cái việc thầm kín cá nhân nhất, đến từ những cái lúc mà nói chung là nó sẽ đến rất là lung tung. Thì trong cái lúc mình đi chơi, mình đi du lịch, mình đi trải nghiệm cũng là cái lúc để mà đầu óc mình được thoải mái hơn, và những cái luồng thông tin hay những cái luồng ideas mới nó cũng đến với mình một cách tự nhiên hơn và đáng giá hơn. Cho nên anh nghĩ rằng là nếu như ai mà có thời gian thì cũng nên chịu khó đi chơi.
Dạ vâng, em hiểu ạ. Nếu như mà vì cái thói quen này mà anh được gọi là một kẻ biết chọn, đề cảm và hòa mình cùng nhịp văn hóa, thì anh có đồng ý về cái tên này không? Và liệu cái tên này có phản ánh đúng bản thân anh từ tuổi trẻ đến hiện tại hay không? Thật ra cá nhân anh thì anh, bởi vì là anh là dân học tiếng Pháp, thế cho nên là khi anh ở Pháp thì anh hòa nhập dễ hơn nhiều so với những bạn học tiếng Anh sang bên đó học. Văn hóa và ngôn ngữ nó gắn liền với nhau. Nếu như em không biết tiếng thì em sẽ mãi mãi chỉ là một vị khách du lịch tại đất nước của người ta thôi. Nhưng mà nếu em biết tiếng thì em mới có thể hòa nhập được. Và hòa nhập một cách gọi là, nói nó hơi nhà nước, nhưng mà đúng là hòa nhập sâu và rộng vào cái đời sống cũng như là cuộc sống của người ta. Nhưng mà cá nhân anh nghĩ là anh cũng là một người mà bắt nhịp khá là nhanh, hòa nhập khá là nhanh đối với môi trường mới. Kể cả đó là một công ty mới, hay là một cái môi trường mới, một cái ngôi nhà mới, hay là một cái gì đó mới. Khi anh ở châu Âu thì anh cũng không có vấn đề gì về việc hòa nhập. Anh nghĩ là anh là người hòa nhập khá là nhanh vào cái cuộc sống của người ta. Và bởi vì mình biết tiếng nữa cho nên mình thuận lợi hơn rất là nhiều trong cái việc là mình đi chơi với các bạn địa phương, mình xem thời sự, mình xem chương trình hài, mình xem các chương trình trên TV, mình đi ra ngoài mình nói chuyện, rồi mình đi trải nghiệm, mình cũng hiểu hơn về cái đời sống của người ta, tại sao người ta lại như thế, và người ta lại ăn cái đó, người ta lại ví dụ như tại sao mọi người lại có những cái nếp sinh hoạt như vậy. Thì khi mình hiểu, mình nói chuyện và mình biết tiếng thì mình sẽ hòa nhập được tốt hơn. Dạ vâng. Có một điều này em khá là tò mò ạ, là anh ta đã có những cái trải nghiệm sống nhất định ở nước khác như thế. Vậy thì sau này giả sử có một công ty bắt nguồn từ nước đó và mời anh vào làm việc, anh sẽ có thể đóng góp và giúp đỡ họ như thế nào ạ? Có chứ, nó quan trọng là cái ngành nghề của em làm thôi. Nhưng mà đúng là cái việc mà anh đã từng ở Pháp, hay là anh đã từng đi châu Âu, anh đã từng tiếp xúc với họ, làm việc cùng với họ, thì nó giúp ích rất nhiều trong cái công việc của mình. Về marketing, về communication hay về branding. Ví dụ như anh nói rất nhiều đến cái việc là anh từng làm luxury. Các brand luxury thì chủ yếu là ở châu Âu thôi. Rất ít brand luxury mà ở Mỹ. Cho nên là khi cái việc của mình đã từng ở châu Âu rồi thì nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho mình. Quay lại câu chuyện về event đi chẳng hạn. Khi mình làm event thì mình cũng là một brand của Pháp, thì kiểu gì những cái yếu tố về quốc gia đó nó cũng đều phải được thể hiện. Thì cái việc mà mình hiểu người ta, mình biết nó là cái gì, thì khi mình làm event mình đưa vào nó cũng tự nhiên và nó thật, chứ nó không bị kiểu sáo rỗng. Câu chuyện và cái concept của mình đưa ra nó cũng đáng giá hơn rất là nhiều so với những người mà chưa từng đến đó, chưa từng trải nghiệm cái việc đó. Ví dụ như em làm một cái event liên quan đến concept là French dining mà em chưa từng ở đó, em chưa từng ăn, em chưa từng hiểu về cái tập quán cũng như là cái culture hay là cái behavior của người ta như thế nào, thì khi em làm một cái event nó sẽ rất là rỗng, rất là sáo, nó không có cái gì đọc lại cả, nó không có cái hồn cốt ở trong đó. Còn nếu khi em hiểu, em làm thì em sẽ làm được một cái event chất lượng hơn, và như vậy thì cái điểm chạm về mặt văn hóa và điểm chạm về mặt khách hàng nó sẽ tốt hơn. Nói đơn thuần đi là cái sự khác nhau về văn hóa nó không phải chỉ mỗi quốc gia với quốc gia đâu, mà trong cái ranh giới của một quốc gia thôi nó cũng đã có sự khác nhau về mặt văn hóa rồi. Thế cho nên là cái việc mà em hiểu cái văn hóa địa phương, văn hóa vùng miền, nó cũng là một cái contribution cực kỳ lớn cho em trong công việc. Nói một cách đơn giản, đó là sự khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc ở Việt Nam thôi. Nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cái việc là em làm truyền thông, em làm thương hiệu, em cũng phải mindful về cái sự khác biệt đó, để khi em đưa ra những cái insight, em đưa ra những cái chiến lược, hay là em đưa ra một cái campaign quảng cáo, nó cũng phải đúng, nó mới thật và nó mới touch được đến người ta. Chứ còn nếu không thì em làm với đối tượng, em làm một cái thương hiệu ở trong thị trường miền Nam mà em mang cái mindset của một người miền Bắc, cũng như là em mang một cái behavior của người miền Bắc vào, em áp đặt lên họ, thì chắc chắn là họ sẽ không nghe và họ sẽ không cảm thấy related để mà họ thuyết phục. Thì cái việc mà mindful về sự khác nhau về văn hóa, hay là mindful về việc là văn hóa địa phương, văn hóa vùng miền nó có cái gì đặc biệt, nó có cái gì độc nhất ở trong đó, nó là một cái yêu cầu mà tất cả những người làm marketing nói chung, chứ đừng nói là đến là branding nói riêng, đều phải có. Và đấy là cái câu chuyện kinh tế mà như em vừa nói đó. Dạ vâng, nãy giờ mình cũng nói chuyện đi khá là nhiều rồi. Vậy anh Tài ơi, nếu như không đi, anh có nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường nghề hiện tại hay không? Thật ra anh vẫn làm marketing thôi. Kể cả anh có đi du lịch nhiều hay là anh đi du lịch ít thì anh sẽ vẫn làm marketing. Đó là cái thứ mà đúng nhất với cái con người anh, và những cái mà anh cho là điểm mạnh. Thật ra để cái việc mà em chọn được cái nghề nào đó, nhiều khi người ta hay nói là nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề. Nhưng mà trong trường hợp của anh thì nó đúng hơn cho cái việc là anh chọn cái nghề đó, chứ không phải là cái nghề đó tự nhiên nó nhảy đến với anh by chance. Tại sao? Bởi vì là khi mà anh
đang còn học cấp 3 thì thực sự là cũng có cái sự phân vân về việc rằng là ủa thế sau này mình làm cái gì. Đúng là bởi vì lúc đấy là ở Việt Nam thì em biết rồi, nếu như em không học được các môn tự nhiên liên quan đến toán lý hóa có nghĩa em là một học sinh tồi. Thường là như vậy. Nếu như em học kém toán lý hóa thì có nghĩa em là một học sinh không giỏi. Em chỉ cần học giỏi được môn toán thôi, em học rốt các môn sử địa em vẫn là một học sinh giỏi. Nhưng mà nếu em học giỏi em học không tốt mấy cái môn toán lý hóa đó thì em là một học sinh tồi. Và anh cũng đã từng rơi vào cái trap rằng là mình không học giỏi các môn tự nhiên thì có nghĩa rằng là mình là một học sinh yếu. Và khi mình học sinh yếu thì mình không biết là mình học trường gì, mình không biết là mình thi đỗ vào trường nào, rồi sau này mình sẽ làm cái gì. Thì anh đã từng phân vân như vậy. Đấy, nhưng mà sau này thì mình, nhưng mà để biết rằng là sau này mình sẽ làm cái gì á thì mình phải tìm hiểu trước rằng là nó có những cái nghề gì ở trên thị trường thì mình phải biết đã. Ok, trên lúc đó mình có làm kế toán, có làm marketing, có làm về IT, có làm về văn học viết lách, thì mình bắt đầu sọt, bắt đầu mình nghĩ mấy cái nghề mà thôi toán lý hóa thì bỏ đi, làm kế toán không nổi đâu thì làm những cái nghề khác. Thế thì làm nghề gì được? Và lúc đấy mình lại thấy mình cũng sáng tạo, mình cũng thích vẽ vời, mình cũng thích làm việc kia, mình này việc khác. Thế xong rồi mình thấy mình cũng viết lách cũng được, thì mình vừa sáng tạo mình vừa viết lách được mà cái tư duy của mình cũng đến nỗi, thì mình làm cái gì? Và mình lúc đấy thì mình lại xem quảng cáo, mình thích. Hầu như tất cả những người làm marketing truyền thông đều nói rằng là tôi thích marketing truyền thông bởi vì tôi thích quảng cáo. Xong rồi đến khi làm data analysis bắt đầu vỡ òa là cái nghề nó không giống như mình tưởng tượng, nó không creative, nó không bay bổng, nó không đẹp như mình mơ. Nhưng mà nó cũng là một cái sự thật rằng là không phải cứ marketing là sáng tạo đâu. Marketing nó rất là strategy, nó rất là straightforward, nó rất là business luôn. Bởi vì em làm, nếu mà em kể cả em có làm branding đi chăng nữa thì mục tiêu cuối cùng của em vẫn phải là giúp cho thương hiệu nó đạt được những cái kỳ vọng và những cái target về mặt doanh số. Còn nếu như mà em don't care về mặt là ngày hôm nay anh đang suffering về mặt doanh số, anh bán không có nổi mà tôi cứ đi làm những thứ bay bổng trên trời trên đất, thì rõ ràng là không có ai cho em làm cái việc đó, trừ khi đó là cái thương hiệu của em. Thì anh cũng như vậy, anh cũng loay hoay với các câu hỏi. Và sau này khi mình nghĩ rằng là mình có những cái sở thích, những cái điểm mạnh như thế, xong rồi cái nghề này nó lại cũng như vậy, thì mình thử, mình try. Và sau khi mình try xong thì mình cũng thấy thích, thì mình dần dần mình quyết định làm nghề. Quay ngược trở lại cái câu hỏi rằng là nếu anh không đi thì anh có làm nghề marketing không, thì câu trả lời vẫn là anh có. Bởi vì anh làm nghề marketing không phải là bởi vì anh đi nhiều, hay là anh có cái phong văn hóa tốt, hay là anh có cái gì đó, mà cái nghề này nó đúng với cái bản chất và cái điểm mạnh, điểm yếu của anh, thì anh chọn cái nghề đó. Trong năm gần đây thì marketing cũng là một ngành tương đối nóng và không ít bạn trẻ muốn theo đuổi ngành này. Vậy đâu là một lời khuyên chân thành anh muốn dành cho các bạn ạ? Đừng ngại thử. Anh nghĩ là như vậy. Nếu mà đã thích marketing rồi thì stay hungry, stay foolish trong thời gian đầu. Cứ làm tất cả mọi thứ liên quan đến marketing mà bọn em biết, cứ làm mọi thứ đi. Thực ra có một cái câu mà anh nghĩ anh gần như được gọi là châm ngôn sống, nghe thì nó hơi to tát nhưng mà là một cái thứ mà anh luôn đi theo, đó là mình luôn luôn, không phải là luôn luôn say yes đâu, mà là luôn luôn sẵn sàng để thử những cái rất nhiều thứ khác nhau, trải nghiệm, sẵn sàng để thử, sẵn sàng để trải nghiệm. Bởi vì sao? Bởi vì là có nhiều khi á, đơn thuần ví dụ đi, trước đó anh không phải là một người hoạt ngôn và anh rất sợ đám đông. Anh đã kiểu ví dụ lên những cái nơi mà có đám đông hay là trên sân khấu hay gì đó chẳng hạn, thì mình bị một cái tâm lý là mình thu mình lại và mình lắp bắp, mình lúng túng. Thế nhưng không hiểu có một cái duyên cớ nào mà tự nhiên có một sự kiện ngoại thương lại bảo anh là đi làm MC. Lúc đấy nói thật đơn thuần anh nhận cái job đó bởi vì là cái sự kiện đó nó diễn ra vào tối, ví dụ lấy tối ngày thứ tư đi, thì sáng thứ năm là thi một cái môn mà anh không học gì cả. Và anh biết là anh không thể nào, anh có học thì cũng không vào được môn đó. Đâm ra là thôi mình get busy vào tối thứ tư để cho mình đỡ cảm thấy guilty. Bởi vì nếu mình ở nhà tối hôm đó thì kiểu gì mình cũng không học được, không vào được, mà mình lại cảm thấy guilty. Thì thôi mình làm luôn, mình nhận luôn. Nhưng mà ngược lại mình bảo là dở hơi, từ xưa đến giờ mình đã bao giờ giỏi ăn nói đâu mà tự nhiên đi làm MC. Nhưng mà nhận, không hiểu sao lúc đó duyên cớ như thế nào mà nhận. Nhận xong, làm job xong thì tự nhiên thấy rằng là mình cũng không đến nỗi. Mà khi mình làm MC rồi thì tự nhiên mình thấy rằng là khi mình dám đối diện với cả cái sự sợ hãi của mình, mình làm, mình vượt qua được thì mình sẽ tự tin hơn rất nhiều. Và từ đó, sau đó thì mình mới thấy rằng là không phải là mình kém thuyết trình đâu, mà là bởi vì mình quá sợ để mình thử và mình dám vượt qua cái đó. Một khi mình đã vượt qua được cái đó rồi thì những lần sau tự nhiên mình sẽ rất là easy và mình làm nó một cách trơn tru hơn rất là nhiều. Và tự nhiên mình phát hiện ra là khả năng ăn nói của mình cũng được chứ không phải là yếu. Thế cho nên là anh thì anh, và thật ra anh không biết có phải là bởi vì là
cái cuộc sống hiện tại nó có khác biệt, nó càng ngày nó càng phát triển lên, nên ra là có nhiều bạn là bị vấn đề về tâm lý. Và nói đơn cử là những người anh biết đã từng gặp đi chẳng hạn, các bạn ấy có vấn đề về tâm lý là khi các bạn ấy gặp một cái vấn đề nào đó khó, các bạn ấy đặt luôn cho mình một cái câu, một cái định kiến trong đầu rằng là mình không làm được đâu, cho nên là tôi bỏ. Tôi ví dụ như là deadline chẳng hạn, tôi thấy là deadline là tôi không làm được, cho nên là tôi bỏ luôn, tôi không làm. Thế nhưng mà anh thì anh luôn encourage người ta đó là cứ làm đi, kể cả bạn không đạt được cái 10 điểm thì bạn cũng được 6 điểm, 7 điểm. Thì như thế nó còn tốt hơn nhiều so với việc là ngay từ đầu bạn đã không làm gì để mà đến cuối cùng bạn chỉ được có 3, 4 điểm thôi. Thì đấy là cái mà anh khuyên với các bạn rằng là hãy thu nạp tất cả những cái cơ hội mà mình có để thử và trải nghiệm. Chỉ có khi bạn trải nghiệm rồi, bạn đưa ra được những cái bài học rồi, thì bạn mới có thể đưa ra được những cái decision, những cái quyết định nó xác đáng và nó đúng. Chứ còn nếu như mà ngay từ đầu các bạn đã từ chối cái cơ hội để trải nghiệm rồi thì rất khó để các bạn có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt, hay là bạn có thể tạm gọi là thành công trong cuộc sống. Nó lại quay ngược lại cái câu hỏi là cái câu mới có thể câu nói ban đầu đó là biết được là mình muốn gì, mình cần gì, mình giỏi chỗ nào và mình có phù hợp với nghề này hay không. Dạ vâng, lắng nghe từ những chia sẻ của anh và áp dụng vào câu chuyện của chính chúng em trong thực tế, em thấy đúng là như vậy. Phải đi, phải trải nghiệm thì mới biết mình muốn gì, mình phù hợp với cái gì. Vậy trong suốt hành trình trải nghiệm của bản thân mình, anh có bao giờ phải bỏ lại một điều gì đó ở đằng sau không? Thật ra anh nghĩ nếu mà bỏ lại đằng sau, nói một chút thì cá nhân anh chưa bao giờ là một người mà questions lại những cái quyết định mà mình đã làm trong quá khứ. Không có nghĩa rằng là mình luôn luôn nhận rằng mình đúng, mình có những cái sai. Bản thân mình khi mình nhìn lại thì mình cũng thấy là có những cái mình làm như thế nó không tốt, hay là nó chưa thật sự đúng đắn. Mà nếu như mình bình tĩnh hơn, hay là mình gọi là không bị emotional quá tại lúc đó, thì mình có thể làm những cái hành động khác, mình có thể đi những con đường khác mà nó sẽ ra một cái outcome khác nó tốt hơn. Nhưng mà anh thường anh không question ngược lại những cái gì mình đã quyết định. Một khi mình đã quyết định rồi thì mình stick to the plan, mình làm những công việc đó. Và bởi vì anh tin rằng là không bao giờ là có một cái lựa chọn tồi, hay không bao giờ có một cái idea tồi. Cái tồi nó là cái execution nó tồi. Có thể bọn em thôi cũng vậy, khi làm nhóm với nhau ấy, bọn em thường hay nói rằng là không, idea đó không tốt, idea đó không đúng, hay là làm như thế thì nó không đạt, hay là làm như thế kia thì nó không đúng. Thật ra cá nhân anh khi mà anh làm việc đó, anh thấy một cái vấn đề rằng là không phải cái idea nào cũng là tồi đâu. Và không phải là, thậm chí có những cái idea nghe về mặt lý thuyết là mình thấy sai, nhưng trong thực tế nếu như mà có những cái người mà họ làm đúng, họ làm thật sự là quyết tâm quyết liệt để làm cái ideas đó nó ra thành hình, thì nhiều khi nó lại vẫn có những cái outcome mà mình thấy rằng là mình nhiều khi mình vỡ lẽ ra là có những cái nó cũng hay thật, cũng đúng thật. Nếu mà bỏ lại thì anh nghĩ là trong quá trình làm việc đó, nhiều khi mình sẽ hơi tiếc về cái thời gian, có những cái quyết định mình đưa ra nó sẽ tốn nhiều thời gian cũng, mà đáng nhẽ ra mình có thể save up thời gian đó nhiều hơn. Thế anh nghĩ rằng chắc chỉ có như vậy thôi. Dạ vâng ạ. Anh Tài ơi, em tin chắc rằng không phải tự nhiên mà người ta sẽ có những cái bài báo hay là bài nghiên cứu được publish, và chỉ biết rằng nhóm tính cách này có thể cân nhắc lựa chọn nghề nghiệp này. Dẫu biết rằng kết quả này chỉ mang tính tương đối thôi, nhưng em tin chắc rằng để đưa ra cái kết luận đó, họ cũng phải có những cái nghiên cứu hay nhất là những cái khảo sát nhất định về đặc điểm của những ngành nghề khác nhau. Đặc điểm ấy, nhóm tính cách nào sẽ có thể tận hưởng công việc này, hay nhóm nào có thể gánh vác được công việc kia. Thì em không biết là nếu mà để nói một người làm branding đi, thì anh có nghĩ ngay một đặc điểm nào trong tính cách có thể khiến người trong ngành gắn bó lâu với nghề, với lĩnh vực này ạ? Về branding hay là về marketing nói chung? Em nghĩ là anh phải chia sẻ cả hai, cả về marketing nói chung và khi mà đi sâu vào branding thì sẽ cần những cái phẩm chất gì khác với cả về marketing ạ? Khi anh tuyển dụng thì anh thường hay nói với cả ứng viên rằng là mỗi một cá nhân, mỗi một cái candidate thì sẽ có hai thứ. Thứ nhất là talents và thứ hai là skill set. Talent thì ai cũng có, anh chắc chắn là ai cũng có, chỉ có điều là nhiều khi là cái candidate đó hoặc cái con người đó họ chưa discover được cái talent của mình là gì, hoặc là họ chưa thực sự tự tin để họ thể hiện cái talent đó ra bên ngoài thôi. Thế còn talent thì ai cũng có thể là có những người rất giỏi viết lách, có những người rất tốt về mặt storytelling, họ viết cái gì đọc cũng gần như là người ta bị thôi miên vào cái thứ mà họ viết, họ có thể vẽ ra được một cái storyboard cực kỳ hay, cực kỳ ấn tượng. Hay là có những người cực kỳ tinh tế trong cái việc là họ có thể nhìn thấy những insight mà không phải ai cũng nhìn thấy, hay có những người lại rất là logic trong mặt tư duy, mindset cực kỳ là strategic, và thứ hai là họ có một cái talent về việc là họ tư duy thẩm mỹ chẳng hạn. Thì đấy là những cái talent. Cái thứ hai là cái skill set thì nó sẽ có chủ yếu là liên quan đến cái kỹ năng về mặt là làm việc nhóm, hay là kỹ năng liên quan đến cả project management,
hay là những cái kỹ năng liên quan đến cả negotiation, làm đàm phán. Thì negotiation cũng là một cái kỹ năng khi mà mình anh tuyển dụng á, thì bao giờ anh cũng phải nhìn vào là cái ứng viên đó có cái talent gì, và cái, nhưng mà cái skill set là cái project management phải là cái base. Một người được gọi làm nghề thì phải có cái kỹ năng về project management đã, tức là họ phải biết rằng là cái deadline là như thế này thì bạn làm, bạn phải làm gì để có thể deliver được, và phải cực kỳ mindful về mặt là đúng giờ đúng hẹn cũng như là cái quản lý chất lượng. Thì đấy là cái project management, thì là cái baseline mà anh luôn luôn yêu cầu là minimum các bạn phải có cái đó. Còn lại thì những cái việc talent thì sẽ tùy vào mỗi một người mà mình sẽ tìm, anh hay gọi là cái mảnh ghép. Tức là bọn em để ý cái, bọn em chơi puzzle rồi đúng không, thì bao giờ bọn em có bao giờ đặt ra câu hỏi rằng là tại sao cái miếng puzzle nó lại phải có một cái phần lồi ra, một cái phần lõm vào. Mỗi một miếng puzzle thì bao giờ nó cũng có một cái phần lồi ra lõm vào hết. Rồi tại sao nó lại có cái câu chuyện đó, nó có thể fit với các mảnh ghép khác. Nhưng quan trọng em hãy thử hình dung ra nếu như tất cả những miếng puzzle của em đều là những hình vuông hay là những hình chữ nhật thì sao, khi em đặt cạnh nhau hay có một bức tranh tổng thể đúng không, khi em đặt tất cả các miếng puzzle lại với nhau thì nó đều có thể tạo thành một bức tranh tổng thể cả, nhưng nó sẽ fall apart, nó không có kết dính. Nó phải có cái phần lồi ra lõm vào, nó kết dính với nhau thì nó mới tạo được cái sự vững chắc, thì cái bức tranh của em nó mới không bị đổ hay không bị vỡ. Thì khi em làm team building cũng vậy, em phải xác định được luôn rằng là mỗi một miếng puzzle là một ứng viên và một người trong team, một member, họ sẽ có những phần lồi ra nhưng chắc chắn sẽ có phần lõm vào. Nhiệm vụ của người leader không phải là tìm về cho mình những người thập toàn thập mỹ để build team, bởi vì như thế chắc chắn team của em sẽ không gắn kết được với nhau, bởi vì là những người mà họ giỏi á thì họ có cá tính rất là cao, và cái việc làm việc để mà làm một cái team nó rất là khó. Cái quan trọng là em phải tìm được là anh này lồi ra ở chỗ này, tức là anh ấy mạnh điểm này, và anh ấy lõm ở chỗ khác, để em gắn kết lại họ với nhau. Tức là team tôi đang thiếu cái này thì tôi bù vào, nhưng mà cái anh này anh ấy yếu ở chỗ kia thì lại có người khác bù vào rồi, cho nên là cái team của mình nó ok. Thì đó là cái câu chuyện rằng là đừng tự tin. Nhiều khi anh gặp các ứng viên là họ rất tự ti về cái mặt rằng là tôi thấy nhiều điểm yếu của tôi hơn là điểm mạnh. Bây giờ mình cũng có cái tư, gần như rất nhiều người có tư duy như vậy, là khi bạn nhìn thấy một cái điểm yếu thì bạn bị exaggerate nó lên, tức là ôi tôi yếu cái này, có nghĩa là tôi yếu rất cả mọi thứ khác, và tôi rất là tự ti trong công việc hay tự ti trong cái việc đi phỏng vấn. Thế nhưng mà anh vẫn luôn nghĩ rằng là tất cả các bạn đều có những điểm mạnh khác nhau, chỉ có điều rằng là bạn có tự tin để show nó ra hay không. Và cái người làm team leader cũng phải có nhiệm vụ rằng là encourage họ nhìn vào cái điểm là họ đang thừa ra đó, là bạn đang có cái này này, team tôi đang thiếu cái này, thì bạn sẽ là một great contribution. Còn đừng tập trung vào cái việc mà bạn thiếu cái gì, bởi vì thiếu cái đó cái người team lead sẽ có nhiệm vụ để lấp đầy lại cho bạn. Không có nghĩa rằng là bạn yếu cái đó bạn cứ để nó như thế, tất nhiên bạn vẫn cần phải mài giũa để cải thiện. Tuy nhiên chấp nhận rằng là mình không thể nào hoàn toàn thập toàn thập mỹ được, mình sẽ vẫn có những cái yếu, và những cái yếu đó nó thuộc về bản chất của mình rồi. Ví dụ như bạn là một người không có tính sáng tạo thì tất nhiên bạn học, bạn làm dần dần bạn cũng có thể sáng tạo lên, nhưng mà cái sáng tạo lên của bạn ấy, cái sự nỗ lực 5 năm của bạn ấy, nó chỉ bằng một cái nhún chân của một người mà vốn dĩ sinh ra đã là creative rồi, thì mình không thể nào mà so như thế được. Thì nhắc đến cái chuyện mảnh ghép, em nhận thấy là có một cái vấn đề muôn thuở của giới trẻ, đó là cái sự tự nhận thức về bản thân của mình. Sẽ có những người mà không thể nào biết được cái chỗ lồi hay chỗ lõm của mình ở đâu, không nhận ra được tài năng của mình. Em nghĩ là chúng ta cần phải đi nhiều và trải nghiệm nhiều thì mình mới có thể rút ra được cả điểm mạnh, điểm yếu của mình ở đâu. Nó lại dẫn tới một kỹ năng khác mà mình cũng cực kỳ cần phải consider, đó là cái kỹ năng self-reflect. Theo anh thì đâu là cái criteria để anh tự đánh giá bản thân mình sau mỗi công việc mà anh làm ạ? Thật ra khi em vừa nói reflect thì anh lại nghĩ rằng là em chỉ có thể nhìn thấy được bản thân của mình trong gương thôi. Tức là em phải tự có một cái gương thì em mới nhìn thấy được bản thân mình. Còn nếu như em nhìn ra những chỗ khác thì em không bao giờ nhìn thấy được bản thân của mình, đúng không? Đó là tại sao mà chúng ta cần có cái gương để chúng ta nhìn mỗi sáng xem chúng ta ăn mặc, đầu tóc đã làm sao, còn cái gương đó như thế nào. Thực ra cái gương đó sẽ là những cái gì mà em làm. Nhiều khi ở trong đầu thôi á thì mình có thể tự dối lòng được. Ví dụ như là em luôn nghĩ rằng em là một người lạc quan, nhưng những cái việc mà em làm ra nó lại thể hiện rằng em là người bi quan. Cái subconscious của em nó mới đúng. Tức là thực ra cái em làm nhiều khi đó là những cái subconscious mà em không hề biết, còn cái conscious của em là trong đầu này. Em nghĩ rằng là ô, tôi là một người tự tin, tôi là một người rất là positive. Con người mình là một cái chuỗi, nhiều khi nó là một cái reflection của cái chính hành động của mình, và cái hành động của mình nó lại dội ngược lại vào trong cái mindset của mình rằng là tôi là như thế. Ví dụ như anh nhận được một cái lời khuyên của sếp của anh, khi anh nói rằng là chị ơi em rất nóng tính, em cũng đang rất là work on để mà cải thiện được cái sự nóng tính đó, thì chị nói với anh một câu rằng là thật ra ngay cả câu nói của em ấy nó đã là một cái thứ mà em
nên cải thiện. Đó là thay vì em nói rằng là chị ơi em nóng tính, thì em hãy nói rằng là chị ơi trong người em nó có cái cơn nóng tính, hay là cái việc nóng tính nó nằm ở trong người em và em muốn sửa cái việc đó. Tức là khi em nói rằng tôi nóng tính, có nghĩa rằng em đặt luôn rằng là tôi là người như thế, nhưng thật ra em hãy nhìn cái câu chuyện nó khác, rằng là em bản thân em không nóng tính, chẳng qua là trong người em có cái cơn nóng tính ấy thôi, và cái việc em get rid được cái cơn nóng tính đó nó dễ hơn với việc là tôi thay đổi bản thân mình. Thì cái câu chuyện đấy nó cũng như vậy. Như em thường thì em sẽ không so sánh bản thân của mình với người khác, mà em sẽ nhìn lại bản thân của mình ngày hôm nay so với cả ngày hôm qua. Thì cái điều đấy nó mang lại cho em cái năng lượng tích cực rất là nhiều, cũng như là tạo thêm động lực để em tiếp tục trên cái đà làm việc và cố gắng. Đây cũng là một cách mà anh nghĩ là nó không phải là criteria mà nó là một cái tips để em có thể hoàn thiện bản thân. Đôi khi mình cần phải nhìn lại những cái hành động mà mình đã làm trong quá khứ, bởi vì những cái đó nhiều khi nó lại speak true về bản thân mình nhiều hơn là những thứ mà mình nghĩ trong đầu. Thì em có thể hỏi anh một câu hỏi hơi cá nhân một chút, thì là cái motivation lớn nhất để anh có thể đi làm hàng ngày. Nó... Bạn em xem TikTok không? Nó có cái câu là I wanna pay my bills. Kiểu I have an expensive lifestyle, đúng không? Và tôi cần đi làm để tôi có thể pay my bills, hoặc là pay my clothes hay là cái gì đó. Thì đó là những thứ thực ra là đừng nói cao siêu. Motivation mỗi buổi sáng thức dậy đó là tôi có money, tôi được paid, tôi được get paid để tôi làm việc đó, và tôi có thể kiếm được, tôi make a living từ cái việc đi làm đó. Nhưng thật ra cái living đó, mọi người đừng nhìn tiền như là một cái gì đó rất là xấu nhé. Thật ra cái make a living đó nó cũng là một dạng là cái valuation của cái giá trị của con người mình. Khi bạn có giá trị và bạn get paid về cái giá trị đó, thì đó là một thứ mà nó rất là motivate mình. Nó chỉ demotivate khi mà bạn nghĩ rằng là bạn valuate bạn là 8 mà cuối cùng bạn chỉ get paid có 4 thôi. Thì cái đó rất là devaluate mình. Nhưng mà nếu như mà mỗi buổi sáng thức dậy mà mình nghĩ rằng là ok, cái việc mình đang làm á, thứ nhất đó là cái thứ mà mình đã mong muốn được làm rất lâu rồi, và cái thứ hai là mình được tận dụng tất cả những cái gì mình đã học hỏi, mình đã tích lũy được trong quá khứ để đem ra được cái giá trị cho doanh nghiệp, hay là cho bản thân, hay cho thương hiệu. Đó là một cái thứ mà motivate bạn. Và cái thứ nữa anh nghĩ rằng là cái thực ra là bạn phải seize được cái result, bạn phải nhìn thấy được là cái mình đang làm ấy nó ra cái kết quả, thì nó mới motivate mình mỗi sáng. Đấy là tại sao mà trong khi mà bọn em làm việc đó, thì bao giờ có những cái tiếp cận là khi mà em gặp một vấn đề, hoặc khi mà anh gặp vấn đề á, mà nếu anh thấy cái big picture nó quá là khó để mình có thể giải được, thì mình phải phân cái bài toán nó ra thành những cái bài toán bé để mình có những cái quick win. Tức là con người mình cũng giống như là kiểu khi em buồn ngủ á, thì em cần phải uống cà phê để nó tịch. Thì cũng vậy, nếu như em chỉ đăm đăm em nhìn một cái bài toán lớn và em thấy rằng ôi cái bài toán này nó quá lớn để mình có thể vượt qua được, và em chỉ có chăm chăm nhìn cái bài toán lớn đấy thôi, và em bộc phát là em muốn lao vào em giải cái bài toán đó luôn, thì nó sẽ là một thứ cực kỳ demotivate em, chỉ bằng là em cắt cái bài toán lớn đó thành những cái bài toán nhỏ. Em cứ quick win, em win được cái bé, thì tự nhiên nó lại tăng cái adrenaline của em lên, tăng cái motivation của em lên để em làm tiếp những cái khác, và dần dần step by step là em thắng được cái bài toán lớn. Thì cái câu chuyện về đi làm cũng vậy, nhiều khi mình sẽ rất là demotivated khi mà ngày hôm trước đó mình gặp một cái vấn đề, mình cảm giác là mình không muốn đi làm nữa. Chứ còn nếu mà kiểu được đến công ty mà uống cà phê, xong rồi nói chuyện với bạn, với đồng nghiệp, xong chuyện phiếm, xong rồi kiểu lướt Facebook tí, xong rồi đến giờ ăn trưa xong thì lại đi cà phê với đồng nghiệp, xong quay về, xong rồi kiểu làm một tí, thì chắc anh nghĩ là cũng nhiều người cũng không bị demotivated mỗi sáng. Nhưng mà nếu như mà thực sự, như anh không biết người khác như thế nào, nhưng mà nếu như mà một công việc mà tự nhiên nó bị boring quá, tức là kiểu đến em không làm gì, xong rồi em lại phải giả vờ như em đang làm trong một thời gian dài, thì cái đó nó cũng là một thứ để demotivated em mỗi sáng. Thế cho nên là thật ra cái thứ để mà demotivated của em ấy, thậm chí nó còn nhiều hơn là cái thứ để em get motivated mỗi ngày. Và motivated thứ nhất là em được cảm thấy rằng là ok, mình worth something, và thứ hai là mình được làm cái thứ mình thích, và cái thứ ba là mình contribute cho một cái gì đó. Thì đấy là những thứ mà nó thực sự là motivate mình mỗi sáng thức dậy. Anh có nghĩ là cái motivation của một người nó sẽ thay đổi theo từng giai đoạn không? Ví dụ như motivation đi làm hàng ngày của anh là muốn kiếm tiền, nhưng motivation của sinh viên đại học bọn em khi học giỏi là bọn em muốn được stand out, bọn em muốn được nổi bật so với mọi người. Thật ra kiếm tiền anh nghĩ là lúc nào cũng thế thôi. Kể cả em là sinh viên hay kể cả em 60 tuổi thì em vẫn có nhu cầu để kiếm tiền. Nhưng mà cũng có thể là mỗi một cái thời điểm khác nhau thì mình... Bởi vì tại sao nó có cái motivation khác nhau, nó phải đến từ cái việc là cái nhân sinh quan và cái thế giới quan của mình nó khác nhau, và cái tầm nhìn của mình khác nhau, cái vision của mình khác nhau.
nếu như cái vision của mình khác thì cái motivation của mình cũng khác. Ví dụ như khi anh còn sinh viên và kể cả đến bây giờ, khi mà anh đặt mục tiêu, không bao giờ anh đặt mục tiêu rằng là 5 năm nữa tôi phải trở thành cái title này, title kia. Khi anh mới bắt đầu đi làm, anh không bao giờ đặt mục tiêu rằng là sau 5 năm nữa tôi phải thành cấp manager, sau 10 năm nữa tôi phải thành cấp director, và sau 15 năm tôi phải thành cấp C-level. Anh không đặt cái vấn đề như vậy, mà anh luôn đặt câu hỏi rằng là sau 5 năm nữa, khi mình nhìn lại cái con người của mình 5 năm trước, mình đã growth được bao nhiêu? Mình đã trưởng thành hơn được bao nhiêu so với những 5 năm trước? Mình làm được cái gì để mà khi mình nhìn lại? Tức là đừng bao giờ đặt, mọi người hay nói khi mà làm luxury á, mọi người hay nói rằng là bạn làm cho cái thương hiệu đó để bạn lấy tên tuổi, cũng như là bạn làm cái công việc đó bởi vì là nó sẽ mang lại cho bạn những thứ fancy, bạn đẹp, CV. Nhưng mà thực sự cá nhân anh chưa bao giờ bị motivated bởi cái việc là anh làm cho Hermès, anh làm cho Patek Philippe, mà anh motivated hơn khi anh cảm nhận được là cái cuối hết cái năm đó mình làm được cái gì, mình làm được bao nhiêu event thành công, mình làm được bao nhiêu campaign, và cái campaign đó của mình nó thành công bao nhiêu. Thì những cái thứ đó nó mới motivated anh nhiều hơn là cái việc là năm nay tôi được làm với cả Hermès, năm trước đó tôi được làm với cả Patek. Thì những là đó là những cái thứ mà nó bling bling nhưng mà nó không đem lại giá trị thực. Thì cái motivation nó nên đến từ những cái thứ mà nó thực tế hơn. Đúng là đi làm thì ai cũng cần có những cái motivation bé để nó thúc đẩy mình và nó làm cho mình cảm thấy hứng thú hơn mỗi ngày. Dạ vâng ạ, vậy thì chúng em đã được nghe anh chia sẻ cả về quá khứ và hiện tại. Vậy thì anh có thể hé lộ cho em một chút về định hướng tương lai sau này của anh không ạ? Nghe giống phỏng vấn. Nghe giống phỏng vấn xin việc. Như anh vừa chia sẻ đó, là anh không đặt mục tiêu rằng là sau bao nhiêu năm anh phải là ở cái title. Tức là anh không đặt mục tiêu bằng title, mà anh đặt mục tiêu bằng việc là trong tương lai mình sẽ làm được cái gì để khi mình nhìn lại á, mình sẽ tự hào về những cái đó. Ví dụ như anh luôn luôn tự hào những campaign mà anh đã làm nhiều hơn là những cái thương hiệu mà anh đã từng làm cùng. Đó là cái nguyên tắc của anh trong công việc. Đó là anh không bao giờ đặt ra cái mục tiêu của mình bằng việc là năm nay tôi kiếm được từng này thì năm sau tôi phải kiếm được bao nhiêu, và năm nay tôi đã làm manager rồi thì năm sau tôi phải thành director, hay năm sau nữa tôi phải làm C-level. Không có cái chuyện đó. Và một khi mà bạn đặt, cũng giống như là kiểu bạn, thực ra nói một câu rất sáo rỗng là bạn đừng bao giờ chạy theo tiền, mà bạn chạy theo cái đam mê, hay bạn chạy theo cái lý tưởng của bạn ấy, thì tiền nó sẽ chạy theo bạn. Thì đây cũng như thế. Bạn đừng bao giờ đặt cái câu hỏi rằng là tôi sẽ phải thành manager, bởi vì nếu như thế bạn sẽ có một cái áp lực rằng là bạn sẽ phải ghép được cái level đó bằng mọi giá. Thì đấy không phải. Thì như thế nó sẽ thậm chí là demotivate bạn nhiều hơn. Mà bạn hãy đặt câu hỏi rằng là ok, đối với cái thương hiệu này, đối với công việc tôi năm nay, tôi đạt được cái gì? Tôi đã làm được bao nhiêu campaign thành công? Tôi đã cái campaign thành công rồi thì năm sau tôi làm một cái thành công hơn, hoặc là cái nó rút kinh nghiệm được của cái campaign trước chẳng hạn. Thì những cái như vậy nó sẽ là cái động lực của anh để mà anh nghĩ rằng là trong tương lai mình sẽ cố gắng đến nhiều hơn như thế, chứ không phải là một cái level hay là một cái title. Dạ vâng ạ. Và câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại buổi chuyện của chúng em hôm nay với anh Tài ạ. Thì liệu anh Tài có thể gửi các bạn thính giả một vài lời cuối cùng để khép lại podcast ngày hôm nay được không ạ? Thật ra là phải cảm ơn, đầu tiên là cảm ơn đến Mark. Bởi vì thực ra anh hay nói rằng là Mark nó là một cái phần của thanh xuân, của tuổi trẻ của anh. Và anh thật sự khi anh nhìn lại thì anh thấy thật sự là có giá trị rất nhiều với cái khoảng thời gian mà mình đã ở Mark. Mình học rất nhiều thứ. Những cái base ngày hôm nay của anh nó cũng bắt nguồn từ Mark mà ra. Như anh có chia sẻ ban đầu là khi học cấp 3 là anh đã biết là mình cần làm marketing rồi. Và khi anh vào đại học, anh vào ngoại thương, anh apply luôn vào Mark. Và khi ở Mark thì anh cũng sẽ follow đến tận cuối, những năm cuối cùng của anh ở đại học. Thì tất cả những cái kinh nghiệm, từ cái kinh nghiệm làm sự kiện, từ kinh nghiệm làm bản lĩnh, hay là những cái kinh nghiệm về việc là build team, hay là làm những cái nọ cái kia, thì tất cả những cái đó nó mang lại cho anh những cái trải nghiệm rất là đáng giá, và nó còn giá trị đến tận bây giờ khi đi làm. Thì cái lời cảm ơn đầu tiên là dành cho Mark. Và cái thứ hai nữa là một cái lời khuyên cho các bạn trẻ, cho những bạn vào nghề á, thì anh cũng nói đâu đó ở trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay rồi. Thứ nhất là soak up experience like a sponge, là kiểu lấy, đừng bao giờ từ chối những cái trải nghiệm hay những cái thử thách mà em đang có trước mắt. Cứ thử đi. Nhiều khi lúc đó em không biết là cái trải nghiệm đó nó có giá trị gì đâu, mà sau này tự nhiên trong một lúc nào đó trong cuộc sống, hay là trong lúc em làm nghề, tự nhiên em lại thấy cái đấy nó mình dùng được. Ví dụ như cái trải nghiệm về việc làm MC của anh vừa chia sẻ, lúc đấy anh không bao giờ nghĩ rằng là sau cái buổi làm MC đó anh sẽ học được cái gì, nhưng mà tự nhiên sau này khi mà những công việc khác, ví dụ như có những lần anh phải thuyết trình chẳng hạn, thì mình thấy rằng là cái
cái trải nghiệm mà mình đã làm MC rồi ấy, nó giúp anh rất nhiều trong cái việc anh tự tin hơn trên đứng trước đám đông. Hay là cái trải nghiệm về việc là anh đã từng đi làm volunteer cho cái lễ hội bia bì chẳng hạn. Thì anh cũng không nghĩ rằng là cái trải nghiệm kiểu nó mang tính chất rất là vô thưởng vô phạt như thế nó có cái contribution gì cho mình ở sau này. Nhưng mà sau này tự nhiên một lúc nào đó chẳng hạn anh lại có một cái job liên quan đến bia. Anh làm agency chẳng hạn, tự nhiên có một cái client liên quan đến bia. Tự nhiên cái trải nghiệm và tự nhiên lúc đấy em biết về bia nọ bia kia, em biết về các loại thương hiệu chẳng hạn, thì nó là một cái contribution. Hay là đơn giản như anh đã từng làm những cái client liên quan đến cả, tức là mặc dù là làm luxury nhưng mà trong quá trình làm việc thì anh làm với cả những brand mà liên quan đến những cái thứ nó rất là bình thường trong cuộc sống, ví dụ như là con tôm hay là bồn cầu hay là nước mắm hay là nước khoáng hay là bia. Tất cả những cái thứ đấy mình không bao giờ mình biết được là một ngày nào đấy mình sẽ dùng đến cái kiến thức của mình liên quan đến việc bồn cầu. Thực ra là trước đó là vì anh chỉ đơn thuần là vì anh sửa nhà, anh xây nhà nên anh phải đi chọn bồn cầu. Và cái kinh nghiệm đi chọn bồn cầu của anh nó lại thực sự có giá trị khi anh làm cái brand liên quan đến bồn cầu. Thì bọn em không bao giờ biết được là những cái trải nghiệm của bọn em trong cuộc sống ấy nó sẽ giá trị ngay lúc nào đâu. Chỉ đến khi em cứ trải nghiệm đi rồi đến một lúc nào đó tự nhiên em sẽ nhận ra rằng là may mà mình đã trải nghiệm cái đó cho nên mình mới có giá trị ngày hôm nay. Nếu như em không bao giờ nấu cơm, em không bao giờ nấu tôm thì em sẽ không thể nào làm được cái brand liên quan đến con tôm hết. Bởi vì lúc đấy khi em làm brand, em làm consultant, em phải là một người em định hướng lại cho thương hiệu cơ. Tức là em phải tư vấn lại cho người ta cơ. Và một khi em đã không hiểu về thương hiệu rồi thì em không thể tư vấn được. Mặc dù đúng là trong lúc em làm việc, cái mối quan hệ giữa client và agency bao giờ cũng là học hỏi hai chiều. Clients họ sẽ cho em rất nhiều thông tin liên quan đến thương hiệu và ngành nghề, nhưng ngược lại em phải học cực kỳ nhanh và em phải có cái kinh nghiệm của bản thân cũng như là cái knowledge của bản thân để em tư vấn ngược lại clients. Lời khuyên của anh đó là nên vừa nói soak up experience like a sponge, đừng bao giờ từ chối tất cả những cái gì mà nó có cơ hội của em trước mắt. Trải nghiệm đi, thử đi và luôn luôn phải biết mình là ai, biết mình có cái gì và mình stick với những cái phẩm chất giá trị đó. Và đừng đặt quá nhiều câu hỏi về việc là tại sao, đừng bao giờ nhìn quá nhiều về những cái lỗ hổng, những cái khiếm khuyết của bản thân, mà hãy biết nhìn về những thứ positive hơn để mình cải thiện. Tất nhiên không có nghĩa là mình deny tất cả những cái gì mình kém, mình yếu, nhưng đừng bao giờ lấy cái đó ra là một cái kiểu vết thương mà mình luôn luôn khoáy sâu vào nó, thì anh nghĩ là không nên. Các bạn trẻ, những bạn sắp vào nghề thì đều là những người mà đang còn ít kinh nghiệm và nhiều khi bay bổng. Thế cho nên là cái việc là bạn thực tế một chút cũng là một cái mà anh nghĩ rất là cần thiết. Và thực tế được hay không thì nó thuộc vào cái observation của mình, và cái trải nghiệm của mình. Mình phải trải nghiệm nhiều thì mình mới có cái phong nền văn hóa, hay là mình có những cái chiều sâu thì sau này thì mình mới có thể sâu sắc được. Chứ còn nếu như mà mình không trải nghiệm gì, mình mãi mãi chỉ là một cái cậu bé hay là một anh hay là một cô bé kiểu rất là chân phương đi nhìn cuộc đời bằng một cặp kính màu hồng như thế thôi, cái trải nghiệm ấy, thì sau này khi làm nghề nó rất khó để mà trưởng thành. Thì đấy là cái lời khuyên của anh cho các bạn trẻ sắp vào nghề. Dạ vâng ạ. Để kết tập podcast ngày hôm nay, bọn em muốn dành cho anh Tài một lời cảm ơn chân thành nhất vì chia sẻ của anh đã giúp bọn em có một cái nhìn đa chiều hơn và sâu sắc hơn với ngành, với nghề, với lĩnh vực này, và đặc biệt là với mảng branding cùng luxury brand, và cũng là động lực để cho Mark chúng em tiếp tục phát triển sản phẩm podcast này hơn nữa trong tương lai. Mọi thông tin mới nhất sẽ được cập nhật trên fanpage chính thức của Nghề Trong Người, cũng như là các tập podcast sẽ đăng tải trên các nền tảng khác nhau như là YouTube và Spotify. Nên mọi người đừng quên theo dõi các nền tảng đó để nhận được những thông tin mới nhất nha. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye.